Hey, chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Thì đầu video mình chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Nay thì mời cả nhà đi theo mình đi thăm lợn nha cả nhà. Thường lợn đây cũng 4-5 ngày, 5 ngày, 6 ngày rồi cả nhà. Chưa đi thăm. Rồi không thăm cũng không có clip đăng. Nay đi thăm ở đây có mình đi nha cả nhà. Với lại hai đệ tử. Hai đệ tử chạy nè. Đó. Chỗ mình mấy nay cá ít quá cả nhà. Nước nó không có hay sao ấy. Nó có đặt là có chỗ nó khô hết nha cả nhà. Cá không chạy, cá lóc không chạy cả nhà. Đi thăm kiếm ăn bậy bạ. Có thì quay cho cả nhà xem giải trí. Chứ chỗ mình ở đây cá không bằng ở miền Tây nha cả nhà. Miền Tây mấy kênh của anh Định Nguyễn Hậu Giang nè. Với anh Vũ Điệp rồi đó. Lãng tử rồi mấy anh đó anh thăm lời thì thôi. Nhà xem thấy mê không? Còn chỗ mình cái tháng này thua. Chỗ mình trừ khi cái tháng mà nó rút nước lũ xuống á. Như năm rồi đó đặt thì có. Rồi mình có mấy clip cá cũng dữ lắm nha. Thăm chiến cũng 7-8 kg. 4-5 kg. Giờ thăm hả? Ký 2 kg cá lóc rồi. Mừng rớt nước mắt. À, để tới chỗ thăm lợn mình quay cho cái nhà xem nữa nha. Moments later. Rồi cái đầu tiên ra đi cả nhà. Cái đầu tiên tất cả trong bụi cỏ đó, bụi lục bình đó, đặt ở đây nè cả nhà. Trôi đã mất rồi. Đặt ở đây nè. Trôi mất tiêu cả nhà. Mất một cái lợn nha. Giờ trôi không biết đường đâu kiếm cả nhà. Bỏ thôi. Cái đầu tiên là mất rồi. Cái này cũng nhập dây nữa nè. Trời ơi con cá là kiếm đó. Chuyện gì chứ. Bự nè. Vô làm cái gì. Ui da. Ui nó sâu cái nè. Dây nó không chả cá nè. Trời khua. Tìm cái gì? Dạ, cái lần bắt coi. Thì cái lửa này. Thì bậy rồi nha. Thì chiên nó có chua hết nha. Sóng đánh quá cả nhà. Trắng không nhà ơi. 4 con cá trắng. Hết thuốc. 4 cá trắng quá luôn. Giải cây luôn nha. 4 cá trắng anh kia. Nè hôi. Lóc nó không vô. Vô cái này không. Vô cái này bắt cái này. Giờ mình nắm bên chua tiếp. Bự chứ bộ. Có cá ăn cô cái. Cá ăn con. Nãy ra không bắt cá. Nãy ra không bắt cá này. Xong mình làm như hết cá lóc này sao. Đây thêm thằng đệ tử nữa đây, 2 con. Cái tiếp theo. Lúng hơi vô. Lúng hơi vô cái này. Vậy đụng. Phải trắng nữa cái này. Phi. Phi không trời ơi. Cái luồng lờ này. Ngoài sông nè. Chạy toàn là cái gì tôi không có nhạc nè. Nè.
nhiều quá. Cái phi nữa các bạn. Cái phi con cua. Cái trắng nhả không? Thôi cái nhà ơi. Cái lợi của mình không biết còn không nè, người ta dẹp hết đây. Dẹp người ta làm gì không biết. Mắc cái lờ cái này. Lờ chỗ này. Dẹp xuống đây mà. Lấy cái gì của mình không biết nữa. Dẹt xuống này nó cái dẹt vô chích ra làm gì. Dấu cắt nè. Này coi dấu cắt nè. Lên con ơi mất lợi rồi. Lên. Đi lên. Nãy giờ mất hai cái rồi đó. Con hào hụt chứ. Chặt rồi phải chịu thôi cả nhà. Đây anh chả không biết còn mất không á. Dấu chích nữa rồi. Dấu lỗi chích nữa cái này. À còn. Chích cái lợi còn là được cái này. Ủa. Cái gì cái nhà ơi. Mày thấy cái lợi còn là mừng à. Mày khác gì nó quậy nè. Có phi. Nắng thiệt. Phi có rô đồng trắng. Trời ơi. Đúng nản luôn. Đừng lờ đúng nản thì chứ. Nè. Phi tiếp. Cái trắng còn bành bành không hả nha. Cái này nó có chua thì ngon rồi nhưng mà ăn nhiều quá nó cũng ngán, hổm gầy thăm chiến nào cũng cái này không. Cái linh nữa cái này đã chưa. Tội nghiệp cả nhà. Lội thì ít lo ngon lắm, nó có thể đứng ngoài đó ở trong bò đi không chịu cũng hư gán lội theo ướt mẹp mem hết trơn. Ây dạ chích bò đi không chịu lội theo thơm gì. Con cá phi, con cá biển. Nặng quá. Ui. Cái này chỉ ngồi dính mấy cá lóc. Cầm tay không thấy nhỉ. Cái này sao. Trời ơi, cá trắng không ta. Trắng cho bá rửa luôn đó nè. Lóc không thấy. Hết cá rồi. Lội vô đây con. Không có chỗ đứng nghe nè. Vô. Ừ. Không có cá nè. Vô. Không mất cái lợi quá. Ừ, cái này ơi, cái trắng không là cái trắng luôn đó. Hai cái trắng còn có phi. Cá này nè, cứ cá này nhiều nhất là cái nha. Cũng không muốn bắt tụi mày thôi, với tụi mày vô làm chi. Tao không có ăn à. Tao bắt luôn. Ui. Không dính cái gì hết trơn á. Vô coi. Nản không đây.
nản không chứ mình nản dữ lắm, không lẽ đi cuốn thằng là về luôn chứ. Không có động tĩnh gì hết trơn. Thi nữa. Thi viết làm gì đây? Nản không cả nhà. Rồi 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 luôn rồi, không xanh luôn. Trời, một cái mà binh cái lời hả? Đủ ăn. Phi nữa. Nản không cả nhà. Có phi nè. Nãy mới phóng xanh hết con rồi cỡ này nữa. Con này rớt nữa đi nghỉ ăn luôn. Bự không? Bên bờ đi. Con cá trắng cũng bự nữa nè. Cá nó quậy tủm tủm rồi nó. Đồ xong cái lờ ha. Dỡ lên 56 con lóc 1 ký vậy cả nhà. Trời ơi đủ vốn liền. Sáng giờ kiếm con cá lóc không ra cả nhà. Mình có dấu phấn trời ơi, sạch tay luôn. Ô gắt trời ơi. Trời ơi, chuột nó lôi cái chai ra ngoài luôn cả nhà. Con cá chê. Chuột nó lôi cái chai ra ngoài luôn, gắt luôn. Ủa nữa nè. Chán chưa? Không đồng đậy hết trơn nè. Rồi vậy. Có phi cái bá nữa nè. Sao ngủ hết cá lóc rồi sao cái này? Phi không. Ơi làm gì nhà, coi tội nghiệp của cải không, không là lỗi vậy nè cả nhà, mà không có cá con ơi, lỗi ướt nhẹp hết trơn. Là lỗi vậy đó, bắt nhỏ lỗi mà không có cá. Đó, cái gì nè cả nhà, cái mình nghĩ cái phi nữa. Cá lóc xíu rồi nè. Còn cá trắng một. Một cái phi. Một cái gô còn cá lóc. Trời ơi, tới giờ mới được con cá lóc nè cả nhà. Từng 30 cái lờ con cá lóc lớn. Bỏ lọt ra ngoài cái nhịn ăn luôn. Nè, ngồi đây. Phi cho bán nữa. Từ từ để bắt cá ra. Tắm đi cho nó mát. Lội mệt rồi. bè dưới nước. Đây mình về tới nhà cả nhà ơi. Nãy có một cái lờ được hai con cá lóc có gần cuối cả nhà. Cái tay mình ướt nè. Ước cái mình bấm nó không ăn. Mình tưởng nó là mình bấm mình quay rồi. Nhưng mà thật ra nó chưa có quay lên tới bờ rồi nó nhìn lên. Không có quay cả nhà. Được hai cái lóc cuối cùng cuối xuống đỡ. Thôi. Rồi đổ ra cho cả nhà xem nha. Đó. Mình cuối được hai cái lóc nha. Con này mới vô, con này vô tông banh cái mỏ hết rồi nè. Ba cái lóc không mà ta. Đâu con ta. Ba cái lóc không mà ta nha. Đây. Cá này vô lâu tông mỏ bấy hết trơn nha. Có con này mới vô nè. Hết cá ăn nè.
đi thăm kiếm cá ăn, có khi về thôi. Quá trời cả nhà. Ốm nhồm nhách. Sao mình bấm sao mà nó không quay thiệt. Mất lờ nữa cả nhà. Hôm nay mất 2-3 cái lờ gì. Cà phê à. Cà phê cá lóc đóng. Đã chưa? Củ cải đi bớt dữ lắm cả nhà. Củ cải theo chán đời lắm, ngồi lội mệt. Cá thì không dính nhiều. Có nãy dính được cặp cá cuối này nè mà cái tay mình ướt bấm nó không ăn. Bấm mình quay bằng điện thoại cả nhà. Mình có tưởng nó ăn rồi. Cũng bị về lần rồi. Thôi cái clip mình dựng đây cả nhà ơi. Cả nhà thấy clip mình hay cho mình xin được cái kênh và được like nha. Cá vậy nè. Chào cả nhà.